Hai chân lên, đó là một tí đá rộng
quả bóng lan xa và vẫn là như vậy. Đã có những trận bóng đá xuất sắc tại trận chung kết. Và thủ môn La Xuyên rất tự tin với bàn dành cho Làng Lẻ. Đá quay lại. Chúng ta càng thi đấu
Bình thường thì nhà tay chúng ta không phải thế đâu. Mày là đi từng cua là sao rồi nhỉ? Cua là đấy cua. Chúng ta là một cầu thủ. Chúng ta giải cho chúng ta lắm này. Có bóng một trận chơi rất kịch lại. Ủa em cánh này em rồi. Ở đây này. Họ cứ đi vào. Đã trở lại chơi. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để chơi luôn là lại chơi chúng ta. Đóng đánh đấy. Đóng đi. Đây đây. Oa, tụt xuống rồi sang cánh. Hết khung rồi. Em chơi Làng Lẻ đã mang đã tạo ra một bất ngờ rất lớn khi mà họ đánh bại nhà đương kim vô địch các thủ chơi 8-2 sau khi tỷ số là 3-2. Chỉ trong vòng 4 phút rưỡi họ còn 28 bàn thắng của thủ môn Giải. Bán giờ chúng ta hôm nay là một trong những tác phẩm tham bàn loại hạng nhất tại giải đấu này còn rất dồi dào và tất cả các người chơi chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta biết tắt thì rất dễ đánh chạy đây. Đây. Thì được chung vào sân để tạo nên những yếu tố đầu tiên. Vẫn chơi, phải chơi và chơi Làng Lẻ anh cho. Rất khôn ngoan. Rồi rồi, và chuyển bóng đơn giản đưa cho cầu thủ anh Phúc. Coca, màu xanh là người cuối cùng. Với lý do tại sao các đội
Bóng lên đây. Rất quý vị. Để làm các cánh lên dạy cho đội bóng xanh. Tôi sẽ đến từ một nhà đam mê bóng đá chiến thắng. Đối với đội bóng của Đa Phương, dạy cho các cầu thủ và người dân của xã Yên Hồng. Này nó bắt thế này. Vũ ơi. Mặc dù là đại diện duy nhất của Thanh Hưng thi đấu tại giải đấu này, tuy nhiên thì Làng Lẻ đã để lại rất nhiều dấu ấn đặc biệt với sự đấu tranh rất quyết liệt trong trận đấu. Và đúng rất là bóng chọn quân trọng của thế giới và thay cấp dạy cho đội bóng đỏ. Hay đây, hay đây. Cố lên. Thực hiện là các cơ hội ý dạng cho đội bóng trọng trong những phút vừa qua. Bóng đỏ. Và thất cao. Bay lên đến tụi mình. Có càng trước càng hay. Mấy đứa tránh ra. Quay lên đi tụi mình. Đi xem chặt tầm này vào, nhập vào. Quay Facebook cùng nhỉ. Đấy đây. Được quyền. Quay Rất cao, bắn hết,
Rồi, xem chưa? Bao nhiêu đôi giày mày bao nhiêu? Mới học ở đâu? Học trên liên yên học à? Anh vào đây. Trung thu của chúng ta đang lên dần và những chú đồng đã được gì? Bảo vệ rất chi là bảo vệ. Chuyển bóng lên cái cầu qua. Con chú cần phải. Cầu thủ này có vẻ như đã có được tới sớm mà thắng rồi. Về đi. Một thằng chơi bóng của anh ta. Đi rồi. Đi nó về. Đó là điểm mạnh của Văn Hoàng xuất sắc. Một thể lực dồi dào cũng như đó là một khả năng đón chặn rất tốt cho đội tuyển Văn Hoàng tạo ra. Vẫn còn chưa vượt qua được chuyền bóng. Vẫn còn cơ hội thứ hai. Thứ hai những khán giả chung cười những cầu thủ còn có rất đông các bác các chú các cô của chúng ta những người đã rất lớn tuổi rồi đến gần để cổ vũ đó là điều tuyệt vời. Đây là một tình huống có vẻ như chúng ta đá thiên trong tình huống này thì đá thiên và phần góc không khác như nhau. Vâng, như vậy yêu cầu khán giả chúng ta hãy một cánh tay trong một tình huống ta đã thay như vậy và các đội yêu cầu Làng Lẻ vẫn giữ chưa đến của mình và đây là một chú sở nguyên béo. Thật luôn. Thì vũ vấn đề rất hợp lý. Bóng đánh được quả nữa. Các thủ tại thời gian đã trải qua một lực thi đấu rất hay. Lưu ra là cánh kia. Có những điều kiện tập kết. Để cho những pha tăng tốc của các cầu thủ và để tránh những tiếng tôi không đáng có đến với cả khán giả cũng như là các cầu thủ chúng ta để mặt Linh ơi Linh, hôm nay Yên Hồng còn đá không? Thắng hay thua? Đã thắng hai lần đây. Không, đá Yên Hồng cơ mà. Hòa. Hòa Yên gì? Nghĩ à? Bóng đang quất như mình. Bóng cờ sở của những con sân đến nước đá này dễ dàng có được thể hiện. Như vậy là sau khi mà tôi thực hiện gói trên cơ chế đấu ở bên hành lang phải dành cho đội tuyển Làng Lẻ. Chính thiện. Cầu thủ đứt không được rồi. Bất quá, bất thế và không phải là thế. Đào bắt tài rất tốt của Thiên. Một mình anh Khoa được gặp giữa Thiên và Văn Hiệp. Hai chủ trợ trên sân bóng này đang phải hoạt động rất cơ suất. Đó là Thiên rất sâu. Một đợt đam mê cháy bỏng với sáu chuột. Tỷ số cho lúc này vẫn đang là 4-0 và khoảng thời gian trận ngày mai chúng ta vẫn đang diễn ra rất sôi nổi. Các đội bóng cần phải thi đấu tập trung. Nếu sai lầm và thủ tại thì sẽ là một bất lợi rất lớn
Văn Huyền đi qua chạy biên chân trái đang điểm rất mạnh đến cầu thủ này đó và sao đánh người đi thì nhiều lần này cầu thủ số 16 anh đội sức tranh và các thủ đang tạo ra rất nguy hiểm. Cái cầu 12 di chuyển Văn Sĩ vẫn còn sửa đổi trời quá linh động giải quyết cho Làng Lẻ rất cao. Làng Lẻ vẫn thi đấu rất hợp lý trong trận đấu tại và thi đấu hết mình hết ta bằng luôn chắc chắn và bất cứ khi nào cơ hội thì đội bóng xanh đều trả lời tấn công với một sức tấn công rất mạnh mẽ. Và dứt điểm hơi vội vã kèm theo đó là những bàn thứ trọng thể bằng tính chất tương lai và là điều mà đội bóng cần làm lúc này và đặc biệt hơn đó là những chơi đặc biệt khi mà họ đang là bóng sở hữu một nền tảng tồi tệ. Sân bóng trên sân bóng Đồng Tâm lúc này bao nhiêu lần là sau tiếng này thì không có xe Làng Lẻ sẽ thăng lên. Trong khi các thủ môn từ Làng Lẻ và Coca đang diễn ra thì yêu cầu đội trưởng của hai đội bóng sẽ ba mươi trọng cũng như là cơ hội chúng ta hãy đăng ký đội hình của mình cho trận đấu thứ hai ngày hôm nay. Và như vậy là các người lượt của FC Làng Lẻ cầu thủ bắt tay giành cho vị trí của cầu thủ trung phong và cầu thủ này cũng sẽ thi đấu tốt trong trận tiếp theo. Bây giờ là với một trải tay rất dài không có để muốn tiếp tục có một khống chế của ta bóng đó nhưng rất cao quý văn huyết rất khỏe. Hai trái của các nhân viên chúng ta vẫn đang được vận hành rất nghiêm túc với sự cơ động của văn nghiệp cũng như là của quốc quân rất tốt. Các thủ môn chúng ta là đội bóng sở hữu một nền tảng kỹ thuật rất tốt và chính vậy họ cũng đang thi đấu cực kỳ chủ động. Cầu thủ đã có cú kéo người vượt và đây sẽ là cơ hội rất cơ hội dành cho đội bóng về công ta. Rất khôn ngoan, đó là tình huống của FC Làng Lẻ. Và có lẽ là trao trả của FC Làng Lẻ dành cho những mệnh tranh là sắp còn. Tuổi mà những người dùng kiếm tiếng tạo ra cho anh để giúp cho Làng Lẻ có được hòa thắng. Quốc Cường rất khôn ngoan. Hai cầu thủ đã thi đấu rất tinh quái trong những vừa rồi. Vẫn lái cho chân trời rất cao. Tình huống quả trận xuyên đã thi đấu rất khôn ngoan. Vẫn còn Dì Hưng tuyệt vời. Hai thi đấu trước tay nhân viên cố gắng hơn nữa. Cố cả không phải là một tình huống phản công rất tốt mang thương hiệu của không đánh giống đấy.
Sau tiếng này chúng ta sẽ lại cho chúng ta đồng nguyện phát hiện đánh 3 cầu thủ vượt và còn 2 chúng ta được bắn chân sư nữa trên trận đấu hôm nay và họ vẫn đang là đánh phạt 8 điểm so với Coca. Nếu đây là một chiến thắng thì sẽ là một bàn một. Tiếng lạc tường rất cơ bản của Quốc Cường cũng như là Văn Phi. Hai cầu thủ của đối phương rất đánh nhau. Anh chưa? Rất khéo. Bóng đá chạm tay trên chân này. Thế giải đó là tình huống phạm góc. Đánh đôi. Có lẽ sẽ là 8 người giải trường bóng xanh. Cố lên nào, thời gian vẫn còn rất nhiều để cho các đội chơi này có thể chân tay được chiến thắng này. Những giải đường đến tới sân bóng Đồng Tâm đã đi. Không nghe vô sự và sẽ phải thi đấu. Bạn nghe được không chứ? Hãy thêm một trái. May mắn là cũng mệt xuống các hướng sẽ là để trong thứ 1 rồi. Hãy nhìn ra may mắn hết sau này với đêm này 2 rồi. Em sẽ cùng cao là chiến thức khơi. Ông quá cũng cởi mở và đầy kiến thức. Làng Lẻ xuất sắc cầu dân. Bình đập, bình đập, bình đập. Bất hợp lý chứ. 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 Sáng ơi, sáng ơi, chú nhìn, chú nhìn. Cá chưa? Anh chưa? Rất hợp lý. Sẽ là một tình huống đá đi. Lên vừa thôi, lên vừa thôi. Anh là thấp thôi. Cánh quá rồi, thôi. Được rồi, được rồi, nuôi đi chứ, nuôi đi chứ. Như tôi đã nói, Coca luôn là một bóng rất bản lĩnh. Đi loạn vào phần như vậy. Thủ hỏa đang nuôi như rộng, tiếp ra của MC Làng Lẻ. Đó chứ. Đấy là chất lượng chiến đấu của đội bóng thì Làng Lẻ là rất ấn tượng, kể cả các thủ của thủ. Sau đây. Còn sao sao? Rất sâu. Nhưng mà không được vượt qua. Đó là một nền tảng của lực vượt vào và có lẽ chỉ có bản nhập để làm được trong những thủ đối lúc bây giờ. Nhưng mà đang rất là một bàn chiến thắng rất hay. Sau thủ này thì em sẽ đang để sẽ có thứ hai sự thay đổi về cuối cùng. Anh Khoa. Rất kinh hoàng. Rất sâu. Hay lắm. Đá biên và tay người lên hướng sẽ đang lên ạ. Chúng tôi là chống cho đội ngoài thì các đối phương đang lẻ đã lên quyền thay đổi trong trận đấu hôm nay rồi. Với lúc nào chúng ta sang bay, nó không còn là kinh nghiệm của thầy Chùa Văn Nhật. Tuy nhiên sẽ không thể chúng ta phản công dành cho Văn Nhật. Bắn đi, trận đấu, bắn lại là Văn Nhật. Cao, 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 rồi rồi rồi. Cần sắp hết giờ. Vẫn đủ ra đánh ra cho tôi được. Bắn luôn. Rồi 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 rồi. Đây sẽ có 3 phút rồi. 3 phút cho chúng tôi là sang sang ơi, chúng nhỏ đi sang. Bye 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 guys.
Đặt trước đi đâu. Rất căng thẳng cực kỳ trong những phút cuối này. Cách biệt chỉ là một con thôi. Chúng ta gặp Neymar rồi. Ôi thôi lại biên đi. Biên. Đúng rồi, cánh người kìa. Đây này, hai ơi, xuống đây. Tác giả đâu. Rất khuyên quá. Rồi. Vậy đi. Giải ơi, chạy nhanh lên. Bạn này bóng rất bóng. Tất tên giả. Vậy, chạy Giải. Tất tìm kiếm vào tháng xưa. Các bạn đã thi đấu tuyệt vời lắm rồi.